Dưới đây là bản demo giáo án môn âm nhạc lớp 9, bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, chúng ta có thể thấy giáo án của chủ đề 1, tuổi 15, bài 1, hát, bài hát tuổi 15, thưởng thức âm nhạc, một số thể loại nhạc đàn, lý thuyết âm nhạc, sơ lược về quãng, cách xác định và gọi tên quãng. Nội dung giáo án sẽ có những phần như sau. Thank you.
giáo án của chủ đề 1, bài 1. Những bài còn lại trong chương trình môn âm nhạc lớp 9, sách Cánh Diều đều được soạn chi tiết, đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản bút, do đó thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy từ cấp 1 tới cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.